Trung Quốc, Kitô hữu châu Phi đang thay đổi Trung Quốc. Hiện nay ở châu Phi có gần 1 triệu công nhân Trung Quốc và 10.000 công nhân Trung Quốc. Các giáo hội và các nhà truyền giáo Tin lành châu Phi từ Đài Loan và các nơi khác trên thế giới đang hướng dẫn họ đến với Kitô giáo. Theo Rose, nhiều giáo hội địa phương châu Phi tiếp xúc công nhân Trung Quốc. Các giáo hội này thậm chí còn dùng tiếng quen thoại trong các cử hành phụng vụ cho họ. Đến lượt họ, một số người Trung Quốc đã hoan nghênh ý thức cộng đoàn và thuộc về những giáo hội Kitô này. Giáo sư Rose cũng tiết lộ rằng, có một nhóm nhỏ nhưng với số lượng ngày càng tăng các nhà truyền giáo Trung Quốc từ Đài Loan và các giáo hội Kitô khác trên thế giới đang hướng dẫn một cách cụ thể cho người Trung Quốc, rao giảng cho họ một sự tự do không được biết đến trong Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiều người trong số những công nhân Trung Quốc này đang trở về nhà và mang theo tôn giáo mà họ vừa tìm thấy. Ví dụ, ven tỉnh biển Phúc Kiến, bây giờ người ta nghe có người nói tiếng Anh với giọng Nam Phi và thấy những ngôi nhà được trang hoàng bằng những cây thánh giá. Theo dữ liệu năm 2018, trong 9 năm qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn của châu Phi. Sự phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và châu Phi đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón nhận Kitô giáo.